Anh chị em thân mến, tháng 5 đã gần đến, là thời gian mà dân Chúa bày tỏ tình yêu và lòng sùng kính của mình đối với Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt sốt sắng. Đọc kinh Bân Côi tại nhà chung trong gia đình là truyền thống trong tháng này. Những hạn chế vì trận đại dịch còn khiến chúng ta cảm kích hơn nữa khía cạnh gia đình này, kể cả về phương diện thiêng liêng. Vì thế, tôi muốn khích lệ mọi người tái khám phá vẻ đẹp của việc đọc kinh Bân Côi tại nhà trong tháng 5. Chúng ta có thể đọc kinh chung với nhau hay đọc riêng. Anh chị em hãy quyết định tùy theo hoàn cảnh, tận dụng tối đa cả hai cơ hội ấy. Bí quyết để thực hiện điều này luôn là sự đơn sơ và rất dễ tìm các mẫu cầu nguyện tốt để làm theo ngay cả trên Internet. Bên cạnh đó, tôi cũng đề nghị với anh chị em hai kinh nguyện với Đức Mẹ mà anh chị em có thể đọc vào cuối kinh Mân Côi. Và chính tôi sẽ đọc trong tháng năm này, trong sự hiệp nhất thiêng liêng với anh chị em. Tôi gửi kèm hai kinh nguyện ấy cùng với thư này để thuận tiện cho mọi người. Anh chị em thân mến, chiêm ngắm gương mặt Chúa Kitô cùng với trái tim mẹ Maria, mẹ của chúng ta, sẽ làm cho chúng ta hiệp nhất hơn nữa như một gia đình thiêng liêng và sẽ giúp chúng ta vượt qua thời gian thử thách này. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt cho những người đau khổ nhất, và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em và chúc lành cho anh chị em. Roma, Đền thờ Thánh Gioan Laterano ngày 25 tháng 4 năm 2020, lễ Thánh Marco Thánh Sử. Kinh nguyện thứ nhất. Abbiamo pregato il Padre nostro insieme a Papa Francesco e insieme alla grande famiglia dei cristiani sparsi nel mondo. Ora preghiamo l'Angelus. Lạy mẹ Maria, mẹ luôn chiếu soi trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng. Chúng con phó thác chúng con cho mẹ là sức khỏe của các bệnh nhân. Dưới chân thánh giá, mẹ đã hiệp thông trong nỗi thống khổ của Chúa Giêsu với một đức tin kiên vững. Lạy mẹ là phần rỗi của dân thành Roma. Mẹ biết điều chúng con cần và chúng con chắc chắn rằng mẹ sẽ ban cho chúng con để giống như ở Cana miền Galilee, niềm vui và lễ hội sẽ trở lại sau thời gian thử thách này. Lạy mẹ của tình yêu Thiên Chúa, xin giúp đỡ chúng con để chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu phán bảo chúng con. Ngài là đấng đã gánh lấy trên mình Ngài các nỗi đau của chúng con, và Ngài mang lấy những buồn sầu của chúng con để qua thánh giá đưa chúng con đến niềm vui phục sinh. Lạy mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nương náu dưới sự che chở của mẹ. Xin chớ chê chớ bỏ lời cầu xin của chúng con đang trong cơn thử thách, và thân lạy Đức Trinh Nữ vinh hiển đầy ơn phúc, xin giải thoát chúng con khỏi mọi hiểm nguy. Amen. Kinh nguyện thứ hai. Lạy mẹ Thiên Chúa, chúng con chạy đến ẩn náu dưới sự che chở của mẹ. Lạy mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng con, trong tình cảnh bi thương hiện nay, khi toàn thế giới chìm trong khổ đau và lo lắng, chúng con chạy đến với mẹ và tìm nương ẩn dưới sự chở che của mẹ. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin đoái thương ghé mắt từ ái nhìn đến chúng con đang trong đại dịch coronavirus này. Xin an ủi những người đang phải bàng hoàng than khóc người thân đã qua đời, đôi khi chỉ được an táng sơ sài khiến họ đau lòng sâu sắc. Xin gần gũi với những ai đang lo lắng cho những người thân yêu bị nhiễm bệnh, và những ai, để tránh lây lan, không thể cận kề bên cạnh. Xin mang đến hy vọng cho những ai đang lo lắng trước một tương lai bấp bênh do các hậu quả đối với kinh tế và công ăn việc làm của đại dịch này. Lạy mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng con, xin cầu cùng Chúa là Cha đầy lòng thương xót cho chúng con, để thử thách này chấm dứt, và rạng đông của hy vọng và bình an sẽ lại đến. Xin mẹ cầu khẩn cùng con chí thánh của mẹ, như khi xưa mẹ đã cầu khẩn cùng người ở Cana, để gia đình các bệnh nhân và nạn nhân được an ủi, và tâm hồn họ được mở ra với hy vọng và cậy trông. Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế,
tình nguyện viên là những người đang ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này và đang liều mạng sống của mình để cứu những mạng sống khác. Xin nâng đỡ nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng quảng đại và sức khỏe dồi dào. Xin cận kề bên những người ngày đêm trợ giúp các bệnh nhân và xin gần gũi với các linh mục là những vị với mối quan tâm mục vụ và lòng trung tín với tin mừng đang tìm cách giúp đỡ và trợ giúp tất cả mọi người. Lạy Đức Trinh Nữ đầy ơn phúc, xin soi sáng tâm trí của những người nam nữ dấn thân trong các nghiên cứu khoa học. Xin giúp họ tìm ra những giải pháp hiệu quả để khống chế được virus này. Xin nâng đỡ những nhà lãnh đạo các quốc gia để với sự khôn ngoan, quan tâm và quảng đại, họ có thể giúp đỡ những người đang thiếu những điều cần thiết căn bản cho cuộc sống và đề ra được các giải pháp xã hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tình liên đới. Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động lương tâm chúng con để những số tiền khổng lồ thay vì được chi trả cho việc phát triển và thu tích các vũ khí, được dùng để thúc đẩy các nghiên cứu hiệu quả nhằm ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai. Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin giúp chúng con nhận thức được rằng tất cả chúng con là các thành viên của cùng một đại gia đình duy nhất và ý thức được mối liên hệ hiệp nhất tất cả mọi người. Để trong tình huynh đệ và liên đới, chúng con có thể giúp giảm bớt biết bao các tình cảnh nghèo đói và lầm than. Xin cho chúng con kiên vững trong đức tin, bền chí trong phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện. Lạy Mẹ Maria, đấng an ủi những người đau khổ, xin ôm lấy các con cái của mẹ đang u sầu và xin cầu cùng Chúa để người vươn cánh tay quyền năng ra giải thoát chúng con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để cuộc sống thanh thản có thể trở lại như bình thường. Lạy Mẹ, Mẹ luôn chiếu soi trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng. Chúng con phó thác chúng con cho Mẹ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Amen.